Ngày 2 không kéo thả. Như vậy mình nhìn lại nè, đối với lại cái lớp 2 bài 2, chúng ta tạo ra một cái máy tính và nó có, theo các bạn nhận định là tổng quan là nó có mấy phần? Đúng rồi, 3 phần. Mình nhìn tổng quan là nó sẽ có 3 phần. Phía trên là nó có một cái label Casio, cái hiển thị số và một phần là nút bấm. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ dùng layout là không layout. Chúng ta dùng layout là nên, tức là không có layout. Và chúng ta sẽ set bound cho nó, đặt vị trí cho các đối tượng. Được không nào? Đặt vị trí cho các đối tượng. Và chúng ta sẽ thực hiện cái bài này trong cái đoạn code mà các bạn nhìn thấy là đang hướng dẫn các bạn làm theo dạng kéo thả. Và chúng ta sẽ xử lý cho bao nhiêu nút đây? 4, 5, 20 nút. Và 20 nút này bạn phải viết 20 cái action performance này. Và nó có những cái đoạn code lặp đi lặp lại rất là bất tiện. Alo. Cho nên chúng ta sẽ chuyển ra thực hiện cái bài lắp 2 bài 2 này không kéo thả. Và các bạn thấy khi mình kéo thả và không kéo thả nó có lợi cái gì? Và thứ nhất là bạn viết nó sẽ thuận tiện hơn. Thứ hai là lúc ra trường các bạn đi làm thì gần như không kéo thả. Hả? Không kéo thả. Thường là không kéo thả. Có thế. Và người ta cũng không làm net pin luôn. Có thể là đa số người ta xài Eclipse. Và Eclipse thì nó không có giao diện Scrim. Còn bạn nào đang xài Eclipse mà có giao diện Scrim là các bạn cài thêm, cài thêm add-in, cài thêm cái plugin thì mới kéo được. Còn bản thân Eclipse nó đâu kéo được, nó code hết. Cho nên khi mà bạn làm ở doanh nghiệp thì gần như 100% code. Được chưa? Thì mình tập code đi cho nó quen. Bây giờ đối với bài này, có nhiều bạn lúc mà thầy yêu cầu các bạn làm, các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Nhắc lại, đối với lại một bài đúng thì các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái project giống như thế này. Mã số sinh viên, tên Yababa. Và các bạn sẽ làm cho thầy một cái package ở đây. New package. Chỗ này các bạn chỉ cần ghi chữ lab 2 là đủ, không cần ghi dài. Vậy là đủ rồi. Tại vì ở phía trên cái project của các bạn nó đã có mã số, có tên rồi. Cho nên chỗ này chúng ta chỉ cần ghi lab 2 thôi. Và tạo giúp cho thầy một cái class ở đây là các bạn để là B2 máy tính bỏ túi. B2 máy tính bỏ túi. Và khi các bạn code B2 thì không có tạo main ở đây, không có tạo hàm main. Mà trong này các bạn sẽ new giúp cho thầy, đúng, new giúp cho thầy một cái constructor không tham số. Và các bạn sẽ tạo cho thầy một cái reframe để là gmain. Tí nữa mình cần gì thì mình tạo thêm. Chỗ này các bạn sẽ để cho thầy là private void my GUI. Cái này mình đặt tên gì cũng được, nhưng tại sao mình đặt GUI? Bởi vì giao diện, mình sẽ sử dụng cái giao diện ở đây.
xây dựng giao diện. Và trong này thì các bạn sẽ lấy cái Gmain, tức là mainframe của mình, sẽ bằng new reframe. Và trong cái reframe này mình sẽ tạo gmain.set visible to. Trước tiên là mình làm như vậy đã. Rồi cái frame này để cho nó có kích thước thì trước tiên mình sẽ chấm set size. Set size cho nó giả sử 400x400, tí nữa thừa thiếu gì tính sau. Xong, đừng làm gì nữa hết. Qua bên chỗ lắp 2, các bạn new giúp cho thầy một package. Chỗ này là tại vì mình muốn chạy cho từng lab. Chạy cho từng lab thì mình sẽ tạo ra một cái class là lab 2. Trong cái class lab 2 này, các bạn sẽ tạo cho thầy hàm main. Tạo cho thầy hàm main. Và ở đây chúng ta sẽ gọi B2 là máy tính bỏ túi bằng new B2 chấm phẩy hết. Được chưa? Ở trong cái bài máy tính bỏ túi này, trong cái hàm khởi tạo, các bạn gọi MyGills. Rồi chạy lên coi. Rồi các bạn chưa quen, các bạn mới code thì các bạn đến đây các bạn cứ chạy đi cho đã. Đừng có để mà viết cả hàng vài chục dòng chạy lỗi. Mình cứ viết đến đâu mình chạy đến đó. Như vậy đến đây chúng ta ở đây. Rồi cái bài lab 2 mình kéo qua đây. Rồi để tí nữa mình chỉ có việc chạy thôi cho nó nhanh. Rồi chỗ này mình sẽ viết thêm, mình sẽ biết rằng là đối với lại cái panel thì mình sẽ có gpanel bmain, mình cũng viết như vậy, bằng new gpanel. Và cái panel này của mình new nữa, mình thiếu chữ new gpanel. Và cái panel này của mình phải set là, mình không set gì đi, để tí nữa các bạn sẽ thấy có vấn đề. Mình sẽ tạo ra một cái label. Mình sẽ set được gì nữa nào? Trong bài này set gì đây? Rồi, chỗ này bạn có thể set thêm Gmain các bạn. Bạn set title. Set title. Rồi, set title cho nó. Rồi, chúng ta sẽ set gì nữa nào? Gmain chấm set location null. Rồi gmain chấm set default. Chỗ này chú ý giúp thầy. Tại vì sao thầy nói các bạn chú ý chỗ này? Tại vì sao mình phải chú ý? Vì khi mà mình set default close operation thì các bạn chạy và mình click chuột đây, nó đóng ngay lập tức. Vậy thì trong trường hợp mà mình làm một cái form quản lý gì đó mà có quản lý dữ liệu chẳng hạn thì nó sẽ có lưu hoặc chưa lưu.
Ví dụ như mình tạo ra một cái notepad đi, mình gõ vài dòng chữ vô mà mình chưa có bấm lưu, thì khi các bạn đóng chương trình, nếu trường hợp mà chưa lưu thì nó hỏi mình có lưu hay không. Còn nếu mà các bạn set default close thì nó không hỏi, nó không xử lý cái sự kiện đó, cho nên nó không hỏi. Mình bấm đây là nó đóng à. Vậy làm sao để mà mình bắt được cái sự kiện cho nó hỏi đây? Thì trong bài lab 1 đã có đây, add window listener, và cái sự kiện đó thì bạn thêm một là system exit, thứ hai là trước cái lệnh system exit 0 này bạn sẽ show ra một cái dialog và bạn hỏi thử có lưu hay không. Lúc đó mình sẽ xử lý. Vậy trong trường hợp bạn muốn xử lý thì bạn dùng cái phương thức bắt sự kiện đóng cửa sổ. Còn nếu bài của các bạn mà không cần xử lý gì hết thì chúng ta làm gì? Chúng ta cứ đóng bình thường ha. Bài của mình nếu mà trong trường hợp bạn không cần xử lý thì bạn cứ set default close. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ có cái layout của bề main và mình có một cái Z label LBL Casio đi. Casio bằng new relabel để vô đây, đặt cho nó chữ Casio. Rồi mình sẽ làm gì nữa nào? B main chấm, mình thêm cái đối tượng này vào, vào cái main panel main, và xuống dưới mình có cái g main chấm add b main. Rồi mình coi thử level của mình xuất hiện chưa, đúng ý mình chưa, đúng không? Không đúng, không đúng chỗ nào. Chữ in đậm canh bên phải, chữ lớn lên. Vậy mình muốn làm được điều đó thì sao? Làm sao nào? Chỗ này mình sẽ tạo ra một cái gì? Font. À, tạo ra một cái font. Font thì bạn sẽ có font 1 bằng new font. Font của chúng ta thì chúng ta có thể là đặt tên, rồi style, rồi độ lớn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn name. Ví dụ bạn chọn cái font chuẩn là Tahoma. Bạn muốn dùng cái tên font gì thì bạn qua bên Word á, bạn xem cái tên font cho nó dễ. Rồi mình đẩy vô đây. Style thì mình sẽ chọn font chấm. Trong này nó có là in đậm nè, canh giữa nè, in nghiêng nè, bình thường nè. Như vậy mình chọn in đậm. Và cỡ lớn, ví dụ mình chọn cỡ 18 chấm phẩy, màu đen mặc định rồi cho nên chúng ta không cần. Cái tiếp theo, LBL của chúng ta chấm set font cho nó. Set font là font 1, chạy lớn rồi đó. Canh phải, mình muốn canh phải thì mình làm gì? Lúc mà tạo cái label này nè, nó cho mình cái hàm khởi tạo gì đấy, thấy không? Đây, string cộng với canh lề theo chiều ngang. Như vậy thay vì chữ Casio không thì chỗ này mình sẽ phải glabel chấm gì? À, chấm right
Right. Rồi, chạy lại. Sao nó vẫn ở giữa? Lý do là cái panel này của chúng ta, layout của nó đang set layout mặc định. Cho nên cái ở phía dưới này nó cũng đi theo luôn. Bạn muốn thì chỗ này cái B main bạn phải set layout. Set layout. Set layout là null. Set layout cho nó là không có layout. Chạy lại. Mất luôn. Giờ sao? Rồi, mình muốn cho nó hiện lại thì ngay ở chỗ cái label Casio này nè. LVL mình set gì ta? Set bound. Hiển thị ở đâu? X là 0, Y là 0 là góc trên bên trái. Độ lớn là bằng độ lớn của form là 400. Chiều cao mình cho khoảng cỡ 50. Hợp lý chưa? À, điều chỉnh tí xíu. Điều chỉnh tí xíu. Và chỗ này các bạn không nên cho một con số cụ thể, mà các bạn nên cho ở phía trên này một cái biến toàn cục. Ví dụ như in x bằng 5, y bằng 5, w bằng 400, h bằng 400. Được không? Làm gì đây? Chỗ này width bạn thay bằng w, hai bạn thay bằng h. Chỗ này set bound bạn đưa vô đây x, đưa vô đây y. Chỗ này w, nếu như mà bạn đưa vô độ lớn của cái label đó là bằng w thì nó sẽ tràn ra phía bên ngoài. Vậy bên kia là mình có x nó vô 5 rồi, thì bên này mình phải trừ lại bớt. Mình trừ 10 đi. Rồi, chạy lại. Nếu trừ 10 không được thì mình sẽ trừ thêm. À, vẫn còn. Vậy mình trừ 20 đi. Rồi, tạm được. Trừ 30. Tạm ổn. Được chưa? Như vậy mình đã có được một con số. Bây giờ mình sẽ chèn thêm bề main của mình. Và mình sẽ chèn thêm một cái đoạn nữa ở đây. Ở đây chúng ta sẽ chèn thêm một cái LBL kết quả. Kết quả. Kết quả. Và mình nên, mình nên đưa cái kết quả này lên trên, tại vì tí nữa mình sẽ dùng đến ở một cái phương thức khác là tính toán. Rồi nếu như các bạn đưa ở đây thì nó là biến cục bộ, thì tí nữa mình sẽ không gọi được ở cái phương thức khác. Cho nên tốt nhất là mình sẽ đưa cái label này lên trên trở thành biến toàn cục. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ đưa ở đây, và cái chữ này là thay bằng số 0. Và relabel chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái font thứ hai. Font thứ hai là Tahoma. Và chỗ này mình không in nghiêng, mình để bình thường là plain. Rồi size 18. Ok. Chỗ này bạn sẽ set là font 2. Và cái màu ở dưới này nó là màu gì? Màu gì đấy? Xanh. Như vậy LBL kết quả chấm set gì ta? Foreign round. For round. Và bạn đổi lại chỗ này cho thầy
là blue đi. Rồi. À, mình làm gì? Quên, vội vàng. Vội vàng, vội vàng. Chỗ này mình, bởi vì mình xếp chồng rồi, label của mình là ít. Và chỗ này, hồi nãy chỗ mình chỗ này bị sai rồi nè, y nè, chứ không phải ít nè, y nè. Sau khi mình set cho cái chữ Casio thì mình sẽ tăng y lên, y cộng bằng 50 chấm phẩy. Rồi chỗ này mình cũng set y, y chang vậy. Ủa, là sao? Đây, LBL kết quả. LBL kết quả, kết quả. Ok, mình phải đổi lại đúng không? Rồi, tạm ổn. Thiếu gì nữa? Cái kẻ khung. À, kẻ khung nó nằm ở đâu? Nằm ở đây. Nằm ở bên slide 1. Đây, kẻ khung của mình đây. Vậy khung nào? Khung này. Ha. Đây, khung này. Như vậy ở chỗ này mình sẽ set cho nó cái khung. Set khung cho nó. Trước khi mình add vào thì LBL, LBL kết quả chấm set border new. Rồi chỗ này chúng ta chấm low. Được chưa? Kẻ khung. Bây giờ cái ở dưới mới là hay nè. Bao nhiêu cái nút? 20 cái. Không lẽ là tạo button 1, button 2, button 3 cho đến button 9 rồi cho đến button trừ, cộng, trừ, nhân, chia. Làm vậy phải không? Chứ làm sao? Dùng sao nào? Hả? Bây giờ các bạn sẽ dùng vòng lặp, đúng rồi, nhưng mà dùng như thế nào? Lên trên này tạo cho thầy một cái string ở dạng mảng bằng, gán cho thầy giá trị vô đây. À, string mình để cái tên str, name đi, bởi vì đó là tên của các nút bấm. Strb tình em, bất tình em. Chỗ này mình sẽ khởi tạo gì đây? Một, bởi vì có phải là một là đầu tiên không? Trong cái khung này bạn sẽ sử dụng layout gì? À, git layout, rất tốt. Phải 2.3.4 hay là gì? À, chia phẩy sqrt. Rồi xuống dòng chúng ta sẽ chỗ này phẩy một cái 4.5.6 sao gì nữa, phần trăm phẩy 7.8.9 trừ 1 phần x
chạy đường chứ không? Không. Cộng trừ C cộng bằng, được chưa? Như vậy mình có chừng đây đối tượng. Chỗ này các bạn sẽ giúp cho thầy re-bottom BTNS, tức là rất là nhiều bottom. Vô đây. Chỗ này sau khi mình thêm cái label là kết quả thì y cộng bằng 50 cho nó nhảy xuống dưới. Chỗ này chúng ta sẽ dùng vòng for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn str button name chấm len chấm phẩy y cộng cộng. Chỗ này có hình dung được làm gì không? Được không? Trước đó thì các bạn thêm giúp cho thầy một cái panel, gpanel. Chỗ này chúng ta sẽ để là b button bằng new gpanel. Chỗ này mình sẽ đặt cái layout là gì? New get layout mấy nhân mấy? 4 nhân 5. Rồi, chú ý cái chỗ get layout này các bạn, bình thường mình chỉ làm 4 nhân 5 thôi, nhưng các bạn thêm giúp cho thầy cái này. Thêm cái gì? À, cái hai cái phía sau H gap và V gap để làm gì? Cái độ giãn giữa chiều ngang và chiều rộng giữa các nút. Nếu như mà mình không có cái đồ giãn thì nó xích nhau. Vậy chỗ này bạn cho giúp cho thầy thêm hai cái thông số phía sau, ví dụ 5 giãn dòng giãn cột. Chú ý chỗ này giúp thầy. Rồi mình đã có được cái b bottom rồi, thì bên trong này mình sẽ có là BTNS thứ y sẽ bằng new re-bottom. Trong này mình đưa cái gì vô đây? Đưa gì vô? Chỗ này sẽ là str thứ y. Ủa sao lỗi? New re-button. À, Khoan. Trên này mình chưa khai báo, chưa có new cái mảng các bạn. Như vậy chỗ này bạn phải bằng new re-button. Re-button. Chỗ này nó có độ lớn mảng là bao nhiêu? Str name chấm lên. Tại vì bản thân nó chưa được khai báo. New. Mình đưa new lên trên luôn đi. New re-button. À, quên. Bên này bạn phải khai báo mảng chứ. Rồi, ok. Được chưa? Khai báo mảng tức là danh sách các nút, chứ không phải một nút. Danh sách 20 nút luôn. Được chưa? Rồi, mình cái này là BTS, là danh sách các nút nè. Mình sẽ tạo ra trên này bao nhiêu nút thì dưới này bấy nhiêu. Trên này bấy nhiêu, bao nhiêu cái chuỗi
thì dưới này bấy nhiêu nút. Trong dòng for này chúng ta sẽ y bằng ok. Và khi tạo ra một nút thì mình sẽ thêm nó vào đây. B T N S thứ y sẽ được ẹt vào. 1 2 3 lỗi. À, thiếu gì? Gmail chấm s b button. Nhưng mà trước khi add mình làm gì cái đã? B button set gì? Set bar x phải y phải theo các bạn độ rộng là nhiêu? Hồi nãy mình là W trừ 30, đúng rồi. H độ cao hồi nãy là một dòng là 50, bây giờ 4 dòng, bởi vì cái panel của mình là 4 dòng luôn. 200. Rồi chạy lại hên xui ha, hên. Chỗ này nó hơi kỳ kỳ chút chút. Đây nè, nó sát quá. Thì mình làm sao? Mình thay đổi cái gì? Cái này cũng được, còn không cái này cũng được. Mình tăng cái này lên, cộng cho nó cao một tí. Thay vì cộng 50 thì chúng ta cộng 70. 70 xa quá thì cộng 60. Rồi ok, được không? Bây giờ xử lý các nút này giúp thầy. Xử lý các nút này. Xử lý dễ hay khó? Vấn đề của các bạn bây giờ là các bạn sẽ thấy sự lợi hại của việc bạn viết bằng lệnh. Bạn tạo ra các cái đối tượng này nhanh chóng không? Một dòng for và đã tạo ra 20 nút. Chứ riêng mà bạn kéo thả là bạn làm gì? Double click vô à, hoặc là right click, chọn là change variable cho 20 nút là thấy cũng đã đuối rồi. Và phải đặt là btn1, btn2, btn3, btn cộng, btn trừ, đặt 20 lần. À, còn cái này mình một dòng for hết. Rồi chỗ này mình sẽ là btns thứ y chấm add gì ta? Action listener. Nếu bạn muốn thì bạn viết cái action listener này bên ngoài. Bạn viết ở bên ngoài. Rồi bạn gọi vô. Còn không thì chúng ta nếu action ở đây luôn. Action listener. Action listener ngay đây. Control space, nó sẽ tự tạo ra một cái đoạn code cho mình. Là sao? Ok. TV mà nó code cũng mệt hả? Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Cái file mà hồi nãy thầy chỉ cho các bạn đó thì mình đang dùng là action listener. Và cái ví dụ này là mình đã ví dụ từ hôm trước rồi. Chỗ này tí nữa bạn sẽ xử lý sau. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn thấy s out e chấm get action comment chạy. 1 2
Ba, thấy gì? Thấy gì không? Không. Cộng trừ. Mình can thiệp đến các nút được chưa? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là khi nhấn số 1 thì chuyện gì? Khi nhấn phím chia thì làm gì? Khi nhấn phím cộng thì làm gì? Được chưa? Như vậy, lúc nãy các bạn thấy là sự lợi hại khi tạo các nút. Bây giờ, sự lợi hại của 20 cái phương thức ở bên kia. Đây, 20 phương thức bên này. Viết bằng một đoạn rất ngắn. Đó là sự lợi hại của code. Cho nên đi làm mà kéo thả thì bỏ đi. Rồi, bây giờ sự lợi hại nè. Theo các bạn, chúng ta sẽ xử lý cái đoạn này như thế nào? String. Theo các bạn sẽ xử lý cái đoạn này như thế nào? Mình có được cái tên của các cái nút rồi đó. So sánh làm sao? Dùng gì? Dùng if. Ừ, đúng rồi. Đến giờ này Java 3 rồi. Không còn là Java 1 nữa. Tại sao dùng if mà tại sao dùng CK? Bởi vì đây lợi hại của CK nè. Cái gì mà thầy dạy thầy cũng nói lợi hại hết. Bởi vì các bạn dùng if là các bạn phải lòng cực kỳ nhiều thứ. Hoặc là các bạn NNNNNOO rất là dài. Còn bạn dùng CK ha. CK rất lợi hại. Chỗ này là S. Có phải số 0, số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giống nhau không? Khi mình nhấn số 0, nhấn số 1, nhấn số 2 thì thực ra mình xử lý giống nhau. Đúng không? Như vậy, nếu trong trường hợp S bằng 0, phải x bằng 1, phải x bằng 2, phải x bằng 3 đều giống nhau. Ghê không? Đó, ít nhất là 4 nút viết bằng một dòng lệnh gộp lại. Rồi. Bài này, bài mà máy tính điện tử này các bạn đã gặp ở đâu chưa? Ở đâu? Không. Java. Java 2 có gặp không? Java 2 có gặp không? Ừ, Java Script. Java 2 nếu gặp ông 10 giáo thì có. Bởi vì cái bài này là bài làm thêm của Java 2. Rồi. Như vậy, đối với là Java Script, các bạn sẽ xử lý gì chỗ này? Mình sẽ có một cái string str số 1 phải str số 2. Chỗ này mình nên gán bằng gì? Bằng này là bằng gì? Str phép tính. Thấy quen không ta? Quen không? Quen ha. Từ có tiếp nha. Bạn nào lên đây thay thầy gõ cái coi. Quen mà. Thể hiện coi. Lên đây thể hiện cái nè. Rồi, trước tiên chưa xử lý gì hết, mình sẽ có là str số 1 cộng bằng s, và cuối cùng
chúng ta sẽ có LBL, kết quả chấm xét test, STR số 1 chấm phẩy. Đấy, chú ý nha. 1, 2, 3, 0, được chưa? 4, tại sao? Chưa xét, chưa xử lý đúng không? Mà chưa xử lý, chưa chứ mắc gì lỗi. Nguyên nhân lỗi ở đây. Tự nhiên chưa xử lý thôi chứ mắc gì ném lỗi ra làm gì? Nè, nó ném lỗi ra nè. Bỏ nó đi. Default tức là những trường hợp còn lại. Những trường hợp còn lại ném lỗi ra. Đã chưa xử lý thôi chứ làm gì đâu lỗi. 4, 5, 6 không xử lý thì im lặng đi. Đâu phải lỗi. Rồi ok, xử lý tiếp. Như vậy chỗ này bạn chỉ cần phải 4, phải 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuy nhiên, chỗ này cũng chưa đầy đủ. 0, 0, 0, 0, 0, 0, số kỳ vậy. Nếu trường hợp số 0 đầu tiên thì không có cộng nha. Rồi, ok. Bây giờ, nếu như sau khi nhấn số xong mà thầy nhấn phím cộng trừ nhân chia thì làm gì? À, thì phải xử lý chỗ này chứ không phải im lặng. Phải xử lý. Như vậy chỗ này mình sẽ có trong trường hợp nếu str của phép tính chấm equal với rỗng, hoặc là các bạn kiểm tra empty cũng được. Nếu như là phép tính chưa có gì thì làm cái này. Còn không Còn không thì sao? Còn không thì sao các bạn? Số Số 2 Số 2 Đó. Rồi, trong trường hợp bây giờ chúng ta sẽ khi, nếu như trong trường hợp nó bằng phép cộng phải bằng phép trừ phải bằng phép nhân phải bằng phép chia thì làm gì? Thì làm gì? STR phép tính bằng bằng S, không làm gì hết. Bây giờ ví dụ nếu mà bằng dấu bằng thì làm gì? Trong trường hợp mà bằng dấu bằng thì làm gì? Chính xác. Dùng lệnh gì chỗ này? Hả? If cũng được. Còn không thì switch tiếp. Nếu trong trường hợp S của chúng ta mà bằng cộng thì sao nào? Thì mình có thể làm in số 1 bằng integer chấm bạc bạc in của str số 1 chấm phẩy.
Rồi chỗ này số 2. Số 2. Số 1 dư dấu xì. Rồi gì nữa? FTR kết quả có không? Không có. Thì mình sẽ có thể xét trực tiếp luôn cũng được. LBL kết quả chấm xét test số 1 cộng số 2. Tại sao lỗi? À, ép kiểu. Ép kiểu đơn giản nhất là sao? Cộng. Ok. Nốt. Rồi, ép kiểu đơn giản nhất. Bỏ lần này đi. Một một cộng hai hai bằng. Tại sao? Hả? Tại sao bằng nó không vô? Tại sao bằng nó không có vô? Bridge, bridge, bridge. Cộng trừ nhân chia. Ủa sao dấu bằng nó không vô ta? Một F5 chạy luôn. Cộng các bạn cố gắng debug giúp thầy phép tính S. Ôi ông khờ quá. Khờ quá. Chỗ này đâu phải là S. Chỗ này là gì? STR phép tính. Chứ S đâu đây? Rồi ok. 11 cộng 22 bằng. Hên quá. Xong. Tương tự xử lý cho nhân chia ở đây. Dễ không? Thấy lợi hại chưa? Lợi hại của code ha. Đây, chỗ này là rút ngắn là 10 cái phương thức nè. Chỗ này là bạn đã rút ngắn 10 phương thức. Đúng không? Đây. 10 phương thức thành một đoạn code cực kỳ ngắn. Chỗ này 4 phương thức bằng một dòng lệnh. Cộng trừ nhân chia. 4 phương thức bằng một dòng lệnh. Chỗ này bạn sẽ dùng phương thức này. Bạn sẽ xích chỗ này tiếp cho thầy là gì? Trừ. Thì tương tự như vậy. Được không? Rồi nhân chia. Và bạn xử lý thêm các cái nút bấm khác. Rồi chúng ta đã hoàn thành một cái máy tính. Dễ hay khó? À, không khó nếu các bạn chịu khó. Đúng không? Chịu khó thì xem lại, được code lại. Đúng chưa? Rồi, thầy sẽ chia sẻ cái này cho các bạn. Full code không che.